Hold tight. Hold tight. Này triển khai luôn vực. Cái bóng của mẹ đi, nó có dây này, con đi lên này, con sợ ngã, không ngã, con đi lên, cái gì mà chắc không? Chắc thế. Cái này vào đây để bế con đi cho nó tiện. Con
xoắn lên cổ đi cho nó dễ. Và tí nữa phải vướng em bé. Vâng, tí nữa còn ôm mẹ. Ôm mẹ sao vậy? Đi đâu nữa? Từ từ. Tối qua đây sáng hôm nay rồi. Cũng không biết là ăn gì đây nữa. Cũng lâu lắm rồi. Thầm ăn tôi bị cho về cái mẹ. Chị biết anh chưa bị sao không? Để học bé em nhé. Trung ơi, em ở đâu Trung ơi? Trung ơi, Trung ơi, em ở đâu Trung ơi? Trung ơi, Trung ơi, Trung ơi, Trung ơi, em đâu Trung ơi? Mẹ lo cho anh Trung quá, không biết anh rời sao nữa. Mẹ cứ thấy trong lòng mẹ bất an lắm con ơi. Không biết anh sao nữa. Mẹ lo cho anh Trung quá, không biết anh có bị làm sao không nữa. Mẹ con mình đi tìm suốt đêm qua rồi, mẹ cũng mệt lắm rồi. Mẹ con mình cố nhá, cố tìm hết ngày hôm nay nhá. Không được mình đi xuống xã nhá, đi ra thôn nhá, nhờ các cán bộ người ta hộ tìm nhá. Không biết anh Trung có làm sao không nữa. Dạ. Tại đêm qua mẹ con mình không ngủ để đi tìm anh Trung nhỉ? Dạ. Mẹ mệt lắm rồi. Mẹ bảo tôi thấy gì? Mẹ mệt lắm rồi. Em ở đâu Trung ạ? Chị đi tìm em mệt lắm rồi Trung ạ. Trung ơi, chị lo cho em lắm Trung ơi. Không biết em có làm sao không nữa. Trung ơi, em Trung làm sao không nữa. Mẹ lo anh Trung, không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Con mình phải cố gắng tìm anh Trung nhá. Mẹ lo lắm. Ủa, con ơi bắt này. Ôi. Đi qua mẹ con mình đi con. Con sợ bắt lắm con này. Ôi, tay gì bao ấy.
Nhỏ bác quá con ơi. Nhỏ con ơi, nhỏ bác quá con ơi. Mình đi mau nhá. Mau mau đi chị mấy. Mẹ em ở đâu Trung ơi? Chị ơi. Em ở đâu Trung ơi? Em ở đâu em lên tiếng với Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi, em ở đâu Trung ơi? Trung ơi. Trung ơi, em ở đâu Trung ơi? Trung ơi, em ở đâu em lên tiếng với Trung ơi.
con tìm trong tìm mãi không thấy anh Trung rồi. Sao con mẹ hóc thì con thì mẹ cả đâu rồi ngồi xuống đi. Con mình bất lực thật rồi. Mẹ con mình tìm không thấy anh Trung rồi. Con đây ngã. Đúng là đây ngã đấy. Mẹ con mình đi báo chính quyền để chính quyền họ tìm nhá. Chỉ một tí là mình đi báo chính quyền nhá con nhá. Con mình tìm không thấy anh Trung, không biết tìm anh ở đâu rồi. Anh Trung ở đâu? Anh Trung biết anh Trung ở đâu nữa. Ngồi xuống với mẹ đi. Chị đã giao giao con cho em chăm sóc rồi, bây giờ đâu đi đâu em phải đi tìm về cho chị nhá. Chị đã giao cho em rồi, chăm sóc rồi. Bây giờ đi đâu em phải đi tìm về cho chị. Em cần cháu đi về nhà rồi em. Không thấy. Bây giờ biết đâu đi đâu em cứ đi tìm về cho chị. Chị đã giao cho em rồi, bây giờ em đi đâu thì đi, em cứ đi tìm về cho chị. Đó đó, chân chị giao cho em chăm sóc rồi, bây giờ làm thế nào làm. Hôm trước em thấy cháu ở nhà em, xong mà em đi làm về thì không thấy cháu nữa. Thấy bác thợ bảo em là
cháu đi vệ sinh rồi, em cứ tưởng là cháu nhớ là cháu về nhà. Là nó đi đâu nhầm đường rồi, em đi tìm đi, tìm về cho chị đi. Nó không biết đi đâu đâu, bây giờ sợ nó đi đâu, nhầm đường, đi đâu đói cơm, chỗ nào cũng thấy. Em đi tìm về giao cho chị nhá. Từ tối hôm qua đến hôm nay em cũng đi tìm cháu, không thấy cháu ở đâu. Chị xem có thấy cháu về nhà không? Chị bảo không thấy, chứ em đi tìm cháu không thấy về nhà đâu. Tại vì mấy hôm nay thì cứ hôm nay ra rồi em tắm xong rồi đến hôm nay chưa thấy nó về đến nhà. Em tưởng cháu nhớ nhà, cháu về nhà thôi. Không, chị cho em vào nhà xem cháu, xem thấy cháu ở trong nhà không. Vâng, cứ vào nhà tìm đi. Chị không nói dối em, nó chưa về đến nhà. Chứ em đi vào đây tìm chị mấy lần rồi nhưng mà không thấy chị ở nhà. Cho cháu vào nhà, cho em vào nhà xem cháu ở trong nhà không chứ. Mấy hôm nay em cũng đi làm, em đi làm thôi, em để hai đứa ở nhà thì có bác thợ ở đấy làm cùng nữa, thì bác bảo là bác bảo chị đi vệ sinh rồi nhưng mãi không thấy về thì em tưởng cháu nhớ nhà, cháu đi về nhà thôi. Không thấy đâu chị, bây giờ chị đã giao cho em chăm sóc rồi, bây giờ em phải đi tìm luôn lập tức cho chị. Tìm ra chị con của chị đã đau chân, chị đã giao cho em chăm sóc rồi, bây giờ chị, em cứ ra ngoài đi tìm luôn đi, tìm cho chị. Cán bộ ơi, em trình báo tìm người ạ, mất tích ạ. Chị đi tìm ai rồi? Tìm em ra, em Trung ạ. Trung ạ, chị đi lại cho chúng tôi xin thông tin đi nhé. Trung đúng không? Vâng ạ. Hà Văn Trung ạ.
Văn Trung. Rồi. Bạn ấy sinh năm bao nhiêu và hiện tại đã đang ở đâu? 14 tuổi. 14 tuổi ạ? Rồi. Mất tích được 3 ngày rồi ạ. Mất tích được 3 ngày rồi. Vâng. Cháu Trung này là gì với chị nhỉ? Cháu được chắc là cháu. Đồng chí xem địa chỉ này xong rồi giới thiệu với đồng chí đi để quét định vị xem vị trí này khu vực này. Mất tích được 3 ngày đúng không? Vâng ạ. Hôm đấy là em đi làm xong là để hai cháu ở nhà với cả một bác thợ nữa. Bác thợ làm nhà cho em. Bác thợ làm nhà thì cháu thấy bác bảo là cháu Trung bảo đi vệ sinh. Nhưng mà đến tối là không thấy về. Thế là mất tích khá lâu rồi nhỉ? Đi làm về thì thấy bác thợ bảo là Trung bảo đi vệ sinh nhưng mà mãi bác không thấy về. Tôi tiếp nhận thông tin rồi, cho đồng chí xem địa chỉ vừa rồi, đồng chí đã nắm được vị trí chưa? Rồi, đưa này ơi, để tôi qua. Như vậy mới tâm sự nhờ các cán bộ. Rồi, chị Vũ Y tế. Đồng chí Du. Rồi. Xuống xin kiến lãnh đạo. Anh em mình đã tiếp nhận thông tin đây rồi, cho có thể giờ tình hình rồi. Chỉ mang xuống xin cho lãnh đạo nhé. Chỉ cứ chờ đi. Xếp thăm như nào không hả chị? Chị khai có thể luôn không? Đúng. Ok. Bây giờ là xếp đã là một phần chúng đồng ý với ý kiến trên trình này đúng không? Chị ký quan điểm trên anh em mình. Tức là hiện tại là đơn vị chúng ta còn bao nhiêu đồng chí nhỉ? Chúng ta còn để trong hành nhiệm vụ thế là ở đây rồi. Okay. Thế là mình sẽ tập hợp hiện tại sẽ có bao nhiêu lực lượng và ta tiến hành để tới nhà gia đình của chị này để tiến hành luôn nhé. Rõ chưa? Rõ đồng chí. Chị ngồi đây chờ tôi nhé. Tham mưu chuyển cho sếp về. Chào đồng chí. Theo thông tin nắm bắt ban đầu ấy, trường hợp này rất là nghiêm trọng nên các đồng chí phải cho triển khai luôn nhé. Rõ. Giờ
khai nhanh lên. Đó. Đến rồi đấy ạ. Vâng. Đến đây được chưa? Nhanh lên chị ơi.
hai lô đi. Không biết đi vệ sinh ở đâu nữa. Anh em để tay duy tìm ngay chỗ này đi. Rõ. Xác minh hiện trường là bí động Bắc 132 phía Bắc phía Nam, phía Đông Bắc Nam. Chúng ta sẽ di chuyển ở khu vực này, triển khai luôn khu vực này để tìm kiếm anh em nhé. Tiến hành luôn nhé. Các bác ở em cầm đi cho các anh mượn đấy ạ. Các anh phát hộ tình đấy. Gia đình nhé, anh em mình kiểm tra đi. Đúng rồi. 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 Trung ơi! Trung ơi! Trung ơi! Bắt đầu khí chỉ khai. Trung ơi! 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 Trung ơi!
Trung ơi! Trung ơi! Trung ơi! Trung ơi! Một tí mở rộng cái xích ra tìm đấy. Đó! Mở rộng địa bán ra tìm đấy. Trung ơi! Đây rồi đó ạ. Trung ơi! Trung ơi! Trung ơi! Em ở đâu Trung ơi?
Đấy, các đồng chí tản rộng ra nhé, mở rộng hiện trường này, tìm kiếm sâu này. Đúng rồi. Đúng rồi. Come on.
ơi. Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi. Chờ đồng chí kia lấy nút và anh em mình tiếp tục di chuyển mở rộng phạm vi để tìm kiếm.
Đêm cả đêm đấy. Là tìm nó cũng... Ui, thằng sâu. Anh em hoạt động cả đêm luôn đấy. Chào rồi mấy rồi ạ. Rốt. Một mình hai mẹ con em thì vẫn không biết tìm ở đâu. Rồi, gia đình yên tâm. Rồi, anh em triển khai đi, đốt đuốc đi. Nó thì tiếp ẩn đấy. Có thể chết ẩn bước đấy. Em theo các chú làm này. Theo các chú đốt kìa. Đây này, các chú đốt xong mình còn đi từ bánh chung nhá. Thấy thấy rồi đấy, thấy to rồi đấy các chú ơi. Nè. Đồng chí di chuyển chưa? Đúng rồi. Đúng rồi đây này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai mẹ con đi đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi tìm anh chung rồi, đi tìm anh chung rồi, mẹ bé, nhá. Chung ơi, chung ơi, chung ơi.
ơi. Chúng ơi, chúng ơi. À, là con đi đây. Vâng. Chúng ơi, chúng ơi. Cây di chuyển đây anh em. Thôi tí tiến lên trên nhá. Em ơi. Chúng ơi, em đâu Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi em đâu Trung ơi. Thắp vào đi hả ơi. Ơi. Trung ơi. Trung ơi em đâu Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi. Sao mà chỉ tìm ra mấy này đi. Chúng ơi. Chúng ơi. Chúng ơi. Chúng ơi. Chúng ơi.
ơi. Trung ơi, em đâu rồi? Trung ơi. Đâu rồi Trung ơi? Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi, em ở đâu? Trung ơi. Trung ơi. Trung ơi. Em đâu rồi? Chúng ơi, nhìn nhiệt rõ nhé, phải thoát chắc.
Trung ơi. Thank you.